Xin chào cô chú anh chị và các bạn đang xem kênh Hương Cù Lao nha. Xin chào cả nhà nha. Đây, hôm nay thì gia đình Nam sẽ ra trước cái sạch này. Chào cả nhà. Chào cả nhà. Mình quay thì hôm nay có sự góp mặt của Thảo Nguyên. Thảo Nguyên, con gái của Út Liễu cả nhà ơi. Này đi học thi xong rồi. Này rảnh nè, xuống đây quay chung cho vui luôn. Ở đây thì Út đang đốt mớ than. Để mình tí xíu mình sẽ nướng cái gì đây nha. Bí mật này mới nướng cái gì đây nè. Thì chia sẻ với cả nhà là cái này là nem. Nem này là hôm bữa chị Tư mua ở trên Sài Gòn xuống cho nhóm á. Thì do hổm gài cũng bận công việc quá cho nên là chưa có đem ra làm ăn cả nhà. Bữa nay thì Hương đem ra cũng định đợi mẹ chồng Hương qua chơi rồi làm cho mẹ chồng Hương ăn luôn, mà mẹ chồng Hương bận công việc rồi chưa có qua được. Để lâu quá thì nó cũng không ngon, nó hết ngon á. Cho nên là bữa nay mình đem ra mình làm luôn. Hôm nay thì cũng có rủ ngoại, nhưng mà ngoại chiều nay bận quay với cậu Tư rồi. Ngoại ký hiệp định Paris với Tư Tèo rồi. Bữa nay nhóm sẽ làm cái món nem nướng. Mình gói rau cải với bánh tráng bún mà mình chấm mắm nêm nha. Món này món yêu thích của Kim nè, của Nam nè. Mình chẻ cái cốm này ra để mình bào. Cái yêu thích của hai con chèo tôi không? Yêu thích của Dương Út là gói bánh tráng. Anh thích không chứ anh mập rồi thích rồi. Tới nữa đó. Đừng bay vô đó. Đừng bay vô nha. Bữa nay hôm qua có cô chú anh chị khen cái này nó đẹp trai quá. Anh nhìn cho tôi lúc nào cũng đẹp trai quá trời. Thì nói cái chuyện Lucky á thì Hương mới nhớ, thì cũng có nhiều anh chị với các bạn comment nói sao đựng Lucky hoài trong khi làm đồ ăn thì sợ dơ tay á. Tại vì nó tối ngày nó lăn lộn dưới đất á, thì Hương cũng chia sẻ với cả nhà là nựng thì có nựng, tại vì nó quá thấy cưng. Nhưng mà nựng rồi thì nhóm cũng đi rửa tay rồi sạch sẽ rồi mình mới chế biến đồ ăn. Với cả lại ngày nào Hương cũng tắm cho nó cả nhà, nó cũng sạch sẽ, nó cũng có dơ, chỉ dơ bốn cái chân thôi. Khóm này thì mình cạo quay vậy nè cô chú anh chị, để mình lấy được cái nước ha, chứ lại nó thấy nó nhuyễn hơn á. Mình có thể mình cũng để vô coi sinh tố mình xay với cả nhà thì nó cũng mịn lắm, nhưng mà thôi có con trái à, mình nạo vậy, mình nạo mỏng mỏng vậy này cho nó dập á, cái nước khóm nó ra mà mình làm mắm nêm nó ngon hơn. Nem này người ta nướng bán cây có 10 ngàn không? Mắc lắm. Ở chợ mình cái bự 10 ngàn mà chắc làm không ngon vậy đó. Hôm bữa mua trong hội chợ triển lãm cây gì tới 30 ngàn. Dữ vậy? Ta nướng sẵn. Mà chợ không được ngon gì đâu. Ngon. Ăn bữa ăn ngon nhưng mà cũng mua cũng mắc lắm đó. Không mà cây 30 ngàn là chất lượng lắm mà. Cái này hình như là người ta làm có chỗ người ta làm người ta lấy lại. Trong hội chợ triển lãm nó hay bán nè, thấy nhiều chỗ gian hàng người ta bán lắm. Nhưng mà cái mùi vị nó vẫn như nhau. Ở chợ mình thì họ chỉ ra thịt họ xay ra rồi họ nêm nếm rồi họ quấn vô cây rồi nướng bán thôi, cây 10 ngàn. Nó thật ghê luôn quý. Củi không á. Nem này nó dễ chín lắm, củi than vừa vừa nó chín rồi. Than vừa vừa. Cô chú anh chị thấy cao siêu không? Ồ, có bắp chuối. Cái dừa này chừng 3 gang tay gì. Bây giờ mấy dừa cháo ra đây bẻ ít chanh, rồi thêm nữa là bẻ mấy cái dừa vô làm nước mắm nha. Nước đằng kia thì đang tiễn chanh, tiễn mấy trái bự. Mình có đem mấy sọt theo. Vậy lắm à. Sợ không ngọt á. Ngọt hết không? Dừa ngọt á. Nó mời cô chú anh chị nha. Ngọt thì không ngọt quá, nhưng mà nó không ngọt quá mà cũng không lạt quá. Nó vừa dễ dàng quá. Lucky. Đâu rồi? Đây nè. Đi vô này. Trời ơi, chạy lên trên lửa.
Trong này là mình lựa chanh nó hơn 99 nha. Chanh ngon. Bóng cái chanh bự hơn của chú chị. Này mình đi tiễn nha. Gia đình Nam sẽ tiễn những cái trái mà to nhất, già nhất, bẻ một sọt. Thì cũng bật mí với cô chú anh chị là tối mai gia đình Nam sẽ đi Sài Gòn. Thì được cô Tư mời lên chơi. Thì khi mà đi thì Nam cũng sẽ quay về cái cuộc hành trình mà đi lên Sài Gòn nè, cũng như thăm gia đình cô Tư cho cô chú chị xem. Hôm nay mình bẻ cũng một sọt mình tiễn cho cô Tư để dành ăn. Chuyến này mệt với ốm đi Sài Gòn cả nhà. Hai lúa lên phố. Hai lúa đi Sài Gòn nha cả nhà. Mình hồi đó mình đi lên tới Cần Thơ đây mình còn sợ lạc nữa, mới đi tới Sài Gòn chảnh hậu mình chắc không dám đi đâu quá. Không lạc đâu, có tiền mà không lạc. Dạ. Bắt giáp đi là không lạc. Dạ nữa lên chảnh hậu quay phim đi đâu một lúc theo đó. Sao lạc. Cô chú anh chị nhớ đón xem cuộc hành trình của gia đình Hương Cụ Lao nha. Hai lúa lên phố. Con ngạn con lắc đi nó xiên kìa. Mình đi cái chạy theo đó. Vô nè. Vô. Vô kìa. Ồ khách đó. Vô đi vô, kêu nó kìa. Chạy. Làm như là nó muốn điên kìa. Cô chú anh chị xem. Cái buồng dừa này có trên 40 trái á. Dày hết trơn luôn. Ôi trời ơi trời. Rất là chưa hiểu đâu. Mấy trái này nước mà. Mà nước mà trái chanh nó mềm nè. Mà biết nó mọng nước này nè. Yeah. Đó trà chanh trái hàng quá. Cái này mà tao nó bự lên hết cả nhà. Quạt cái nhánh luôn đó. Trời ơi. Có gì đâu con sợ. Cái bự không ha. Chanh cái chanh nước lắm á. Đó, chín nè. Đây cái này nè. Nó mọng nước luôn á. Nè cái dĩ này cha. Cái này kê lên. Kê nè, hơi nó nóng quá. Lấy thêm hai cục nữa đi. Gì nữa vậy bác? Gớ không? Không, tại cái dĩ mình dĩ cái này chứ. Cái dĩ này nó có cái quai á, nó chịu rồi. Tại cái thang này thang nhất rồi. Cái xeo cục này nhớ thang cục ta. Cục nó dính đây nè. Yeah. Cọc dính nè. Tí xíu thì sọc. Nhóc sọc nha. Nước này, nem này nước dễ chín. Giờ chả chảy nó đi nha, nó dễ lắm. Nó dễ chín. Chả đều tan tí. Mới là đảm bảo rồi nha. Nhưng mà nó săn lại chèo dễ đúng lắm. Săn lại nó khô, nó quéo vô cây á. Nó cứng nha. Nó cứng. Ở đây một tháng chết hai người. Ở đây có cái đám mà ông và vợ với kêu mình sao ta, bà con sao ta, cái mình ba hả? Là ba của cái ruộng anh Năm mà các nhà của Tư Tẹo á. Là mẹ chết, mẹ của anh chết. Vườn Dương Nam, nói vô vườn Dương Nam vài đó. Vườn Nam đó, mẹ của vườn Dương Nam mất. Mình quay xong mình cũng đi đến ma nữa. Dạ, đất nhàng cho ba. Dạ, quá nó đi tới ngày nào mới về dạ. Chắc có anh em cũng thích rằng tiếp chạy bàn tiếp ảnh chứ. Chắc con gọi phi không? Chắc chị cũng có 2 giờ. Ở đây thì tình làng nghỉ sớm của chú anh chị. Với lại nơi gia đình Nam thì cũng có họ hàng á. Là mình phụ qua phụ lại. Cái gì sáng hồi hôm anh có đi rồi. Hồi hôm em mệt quá rồi. Hồi hôm anh đi tới 11 giờ anh về. Vì gì đêm nay em ơi chôn rồi chắc đêm nay nữa chắc thức hơi phi ạ. Ủa vậy là 2 ngày giống ông ngoại hả?
cũng giống như ông ngoại đó. Ba mấy ngày ba mà cũng hai đêm. Cái bà bác đó đó là ngày xưa còn khỏe nha, là mỗi lần 2 giờ sáng là sẽ qua ông ngoại chở đi bán rau. Máu của ông ngoại đó. À, hồi nhỏ Nam ở bên đây nè, đi học á, ở bên ngoại. Cứ 2 giờ là ông ngoại thức là bà bác qua kêu chở đi bán rau. Đây bán bẻ gầm muống với bắp chuối rồi á. Như la chuối bán cho nên ta gói bún á. Ở đây thì Út đang sắc mớ chuối ra, tí xíu mình sẽ gói với rau với bún. Chị Hương cũng mới đi qua nhà của Tím cái bên xin được mấy cái chuối chuối chát. Ăn kèm chuối chát, không có khế thì cũng có chuối chát cũng ngon. Cái này mới có cái khế nữa ngon ha. Ừ, không có. Ở đây có khế mà không có chát. Không làm cho nó ly cà phê đi. Cho nó đi uống thêm ly em. Cho nó uống chạy cà phê. Đây là của Dương Út nè. Đi đường gì nè. Hương thì uống cà phê sữa, Hương mà cá nhà uống cà phê sữa nha. Nhàn quá ha cô chú anh chị. Chiều cái ga nướng rồi làm cơm chiều. Thì cũng một khách kia đi ra con, đi ra. Đi ra. Bà cả nhà uống cà phê chiều nha. Cả nhà mình thấy nhóm gì vậy thôi chứ không phải nhàn đâu. Sáng thì mấy anh em cũng đi ruộng, đi vườn đâu đó, không thui hết trơn rồi giờ về, giờ cũng gần 5 giờ rồi đó. Mời cả nhà uống cà phê. Thì bữa cơm chiều thì mới được thư giãn gì nè. Dạ. Em giờ em khỏe lắm. Hồi trước em còn bò á. Cái sáng thì phải tranh thủ cỏ gác rồi giờ khỏe. Giờ lo vườn xoài không à. Mà chưa có trái nha, chị này có trái nên quay cho cô chú chị xem. Vậy cái này mắm nêm cả nhà. Mình thấy tỏi tả ớt cho nó vàng. Mình lấy cái ớt mình sẽ đỏ nè, còn chắc cỡ nửa chai mắm nêm đó nha. Lucky. Đâu rồi, đâu rồi. Con lại anh làm tôi hả? Anh hai kêu em, anh hai. Chế cho miếng nữa nha chế. Nè. Ở ngày ngủ không được chắc quậy. Đó. Còn nhiều phụ. Cho khóm vô. Cho miếng bột ngọt với miếng đường. Bột ngọt. Chắc thấy vừa cho em nè. Nửa trái rồi. Cái dao này con nghe nó bén mình chưa từng thấy luôn. Làm như là cái dao này nó bén rồi nó có cái độ nặng á. Nó đứt ngọt. Dao này chắc bằng nhíp xe gì đó anh. Tao nói bằng nhíp xe nó bé. Giờ mới thấy nó hồi nãy chặt vừa xong mà nó ngọt còn. Mà cái dao thấy cưng ha. Dao uống liễu khoái rồi có bao nhiêu. Không, nó nặng, mình chặt mình cũng có thế nữa. Không, cây dao này mà cho mấy người mà người ta xả heo, người ta bán thịt heo chắc được lắm đó ta. Thiệt á, anh nói thiệt á, nó bán ghê lắm á. Ủa cho anh, được. Cho anh để anh giặt dừa đó, ảnh cho anh để anh giặt không, dừa. Không, mấy đó. Người mà ta bán thịt heo, dao này ta chả làm gì không? Bữa nào là hai cục chè mình á được một cái heo là coi coi á, cái mình hai cục chè mình quay cái mình cho mình sắt lát vậy nè, lát cái da quay xong rồi lát ha, rồi lát không quay đó dặn da cái ha. Rồi cô Tư luôn mấy ông này nướng kiểu gì vậy? À, mà nướng gì nó chắc cuốn nè, chất lượng lắm á, giống mấy cục hàng quá cô Tư ơi. Cái này tí xíu thấy vậy chứ nướng nhiều rồi đấy, rồi tí xíu nữa là cho trong cậu hai rồi ngoại nữa cậu Tư mấy đứa nhỏ. Thấy vậy chứ người ăn cũng 2 lụi 3 lụi rồi. Dữ lắm là 3 lụi. Ờ. Ngon lắm. Mà này đâu 2, 4, 6, 8, 10, 12, 4, 16, 18, 20, 25 lụi. Hai mươi lăm lụi. Mát mẻ quá. Đây ngồi mát nha. Giờ này ngồi ăn hơi lý tưởng nè. Đường sao mà đầu vàng đầu trắng hai chèo nướng dữ đấy. Chắc trong đó tính giữa lửa nhiều quá. Em mới gọt chanh vô để đây nó nặng quá. Nè thử cục này ra cây này ra cái nhà nghe
Để bữa gì ba cắt cho con. Bữa nay thấy cái nhà hai chèo nướng nem khéo không? Chứ mà thấy bữa nay nước cái này là nem nước bóng đêm đó. Không biết sao ạ. Mời cả nhà nghe. Anh Mỹ Phúc. Rồi cũng mời anh Tư Chi Tư ăn luôn. Mời Quang Linh. Trời ơi, tại cắn cục nó quất lần hai cục luôn rồi. Sao cha? Ngon anh. Bóc bóc đã. Dữ không? Rồi, mình mời cả nhà nha, mình nhờ anh Tư Chi Tư. Với hai chồng Linh luôn nha. Con thấy cũng mềm mút ơi. Con thấy cha ăn cắn chứ con không biết. Nó mềm nó dai. Ăn nem này ngon hơn nem con mua về uống nè. Nem con mua cho con đi mua chỉ một phút mua về không bằng nem này đâu. Nè cho con cây nè. Nó chưa biết mềm như thế nào nè cho con. Không biết mềm ơi, thấy cha cắn biết mềm chứ đi chứ ăn. Thằng này là khoái ăn nem lắm. Mới ăn hôm nữa nè, hôm mà anh đi ra mời cô chú anh chị nha. Trong một bọc luôn. 6 phút. Biết nói sao vậy? Ngon. Ngon, nó ngon, dễ nó dễ. Ngon. Dạ, ngon. Ngon. Không biết về chấm. Là đậu nem. Thực tế ngon mà. Tới tấn công. Đây cho má Hương cho miếng nè, ảnh tấn công này. Nè cho con miếng nha Lucky. Nghiệp cũng là một cái thành viên của nhóm Hương Cù Lao đó. Mời cả nhà ăn nem nướng gói rau cho Lucky nha. Lucky, Lucky qua đây. Mời bà cô chú. Lucky. Kèo đây nè. Đây nó con. Nè. Mày mời chứ mày. Mời cả nhà. Mời ông bà cô chú mày. Mà ông bà cô chú nữa. Chơi đi ngày rút miên vô cái chén luôn cho thấm luôn. Lại chơi đừng. Cái này là mình ăn nó không có vị béo. Dai nhưng mà dai giòn sực sực. Còn mấy cái que này làm gì không? Cái này quá ngon. Để đi làm đũa ăn cơm. Thế bây giờ bữa rửa da sạch mẹ làm kem chuối. Làm kem gì ta? Kem gì có cái kem cây chuối. Kem chuối à? Đúng rồi. Kem chuối có vị thịt. Cái này quá ngon. Cuốn loại cái quên để hẹ rồi. Không mà thầy ăn hẹ có hẹ ngon nha. Có hẹ. Gì ăn lại đi. Mập gấu cho quay phim cuốn cho có hẹ. Thôi rồi còn khó ăn lắm tí xíu này. Ăn đi Thảo Nguyên, ăn đi con. Cái tăng còng mày bơi. Nè Phúc mẹ trẻ ra nè Phúc. Ngồi nghe anh mập anh ăn thôi Hương cũng cảm thấy no nữa. Cũng là một. Anh uống một cái ọt. Có là nó quên kẹp miếng chuối vô. Chuối nào cũng vậy. Làm sao làm rồi, nó liếm mấy ca nước luôn rồi kìa. Nước đá. Thôi con tí con ăn con mới ăn cái. Nó cái gì nó qua khỏi nó đâu. Đập ca khác. Cũng ra một cuốn mà mình để nửa cây nem vô gì nó hơi bị chất lượng ha. Nó hơi chất lượng. Nó hơi bị chất lượng à. Nó hơi đầy. Coi chừng nó là thâm neo của nó. Dương Út không gói sao? Gói rồi đang gói ảnh cái ra được. Không gói có gạo mới ngon. Bún rồi nha. Sao? Ngon đúng không? Đây không á. Hết nó chị được luôn hả? Không, ăn ngốm ngốm nó mới ngon. Mình nhai cục chả nó giòn sực sực con cả nhà. Nhưng mà vẫn có vị béo à. Nãy anh về bản quên bẻ khế. Khế này có khế nào mới ngon. Ngon nha. Khế như căn chỗ trạm y tế. Ê, để cái dĩa khóm nó coi chừng hồi tối nha. Không, đây là gì? Đây là gì? Không thích cái đó. Chắc đâu rồi, đây là gì? Nãy giờ muốn cà phê sữa quá trời. Nó nò, chiều nay nó nghỉ ăn cơm. Mỏng, cái miếng mỏng mỏng. Vậy 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 đi. Mẹ ăn mày rung dữ mày. Nãy giờ không làm gì vô ăn thì có sao không? Nó ngon đó. Ăn chữ ngon hơn phải không? Đâu mấy cái này con cũng đâu có mặn gì được. Để bữa nào đi tát cho đi. Bữa nào đi theo Út với Miên Trang rắc mừng bữa. Ừ. Không đi không? Đi mẹ giận. Đi mò hên. Mở nè. Mấy cho nó ở nhà đi. Coi clip hôm qua mắc cười dốt. Mắp mắp. Cắn ngay cái cục thạch á. Cắn thức. Không đó. Không cái da đó mà càng yếu yếu là cắn không được á. À, tối con làm clip con mắc cười. Cắn nó vô dội ra. Cả nhà mình thấy trên clip vậy thôi chứ không có thấy là cái hậu trường ở bên trong á mắc cười á.
Khi ăn cắn gớt lên gớt xuống được rồi cúp. Quay kia nó quay lại. Quay cắn lại. Cắn lại. Bây giờ đỡ rồi đó chứ nó cặp đầu á. Một đoạn vậy là quay đi quay lại cho khoảng 3-4 lần. Ngon mặt. Năm rồi, năm lần nào chị Tư xuống cũng có cho mình làm cái gì ta? Lần đó mình cũng nướng mà mình ăn với bún đúng không? Phải không? Thôi mình cũng gấu vậy nè. Cái em này nó dai mà trong nó hộp nó ngọt ngọt. Ủa kìm cho con cuốn nè, thử béo. Béo. Có hẹ đó, có hẹ. Dai giòn sừng sừng. Con cầm đầu này nè. Là dai mà dai. Con cầm cái đầu này nè. Lỡ này. Cái đầu đó nó lõm chõm luôn. Ừ, hai ông nãy giờ quên, ổng gà mình quên gì phải không? Cái chai rượu rượu gì? Chai rượu nho. Rượu nho mình mua bên còn đó. Ừ. Quên thế à? Thôi bữa nay lấy rượu của anh kia uống đi. Bữa nào đấy? No luôn rồi, lấy gì đó. Ngồi đám mà. Cấp người đám. Bữa nào rủ anh hai ra con bữa. Nhóm bữa nay cũng có cái đám tang của người bác ở gần đó nha. Nhóm quay xong cũng đi bảnh phụ giúp đãi cho buổi tối nè. Khai rồi. Nãy cha không khai. Đó là chàng nhà lễ khó không? Bông. Thế đó là người bác. Bác với ba là cô cậu hả? Cô cậu. Ba rồi cô rồi bác thì lần lượt ra đi đó nhà. Buồn nỗi buồn này chưa hết, mà có buồn nỗi buồn kế tiếp nữa. Bà cũng tám mấy hả chị? 81. Ra không mình chỉ giữ áo. 81 rồi cũng cá cái mò rồi. Có ba mình có 68. Con đừng nói, tao nói cho nó. Không nói, nói. Cho nó, để cho nó biết nữa. Nè, cho con cục nữa nè. Đó, ở đây không kìa. Cục tấm đêm. Phải rồi. Đưa cho cục nó đá. Dễ ăn không? Ok, cho nó ăn liên tục. Kiện điện tử nó không ăn. Sao nó có ăn được không? Chị Hương mới cảm nhận, để nó rời xuống, cho đừng ngon được. Hương mời cả nhà nha. Chị Hương mới cảm nhận được cái vị ngon đó nè. Bây giờ hết, thấy thật không? Sao vậy Út? Cái này là lã. Ngon vậy. Ngon quá hay ngon. Yêu thích quá không? Sao không Yên? Đừng kinh. Giống chưa? Cái nem nó ngọt ngọt, nó dai dai, nó vừa ăn cả nhà. Nó mềm mềm, nó dẻo dẻo. Mình gói là bún, rồi rau, rồi chuối, rồi khóm á. Mỗi loại vị vô nó giòn giòn thơm thơm á. Cái bánh tráng nè, mình ăn mình cảm thấy nó ngon. Ăn chèo ăn nó nín hình rồi bọn ngon. Nói mấy người lâu lâu vài bữa ăn khúc Việt Nam mua dẻ để trên đồng bằng á. Đã gói vậy là tối cha ăn hai cục. Không. Hả? Không có ăn. Ủa sao mất hai cục? Cha có dạt ra coi chứ cha không ăn. Tối con ra con thấy thấy cây mà mất hai cục. Chắc mẹ ăn. Không, tối con chó nó ăn cây. Còn có ăn thêm không? Nhận chứ. Không. Chứ hôm cha có dạch cái bọc ra cho thấy có hai cây. Chỉ là con cho 1 phút 1 cây rồi đó hả? Có đâu, hai cây rồi tối con với nó ăn mì xào. Dạ, xong rồi là... tưởng là còn hai cây. Hôm chị đi đám mà chị tới 10 giờ về. Gì? Lúc em thấy anh hai đem ra thấy còn 1 cây với nửa cây. Thì đó 1 cây rưỡi đó, tao biết đâu. Anh hai đang cầm ăn mà. Đâu có. Bây giờ hai, nè ông Phúc. Bây giờ nó ăn mà nó quên. Tao lỡ cho mình nữa cha. Hôm cha đi đám về cha giặt cái bọc ra cha thấy có hai cây mà hai cây đậm nó hơi lưng lưng. Nhiều phóng mình đó cha. Chắc là kỳ quá. Trời ơi đi nhiễu nước biển nước cũng không yên luôn kìa. Mẹ ơi. Dạ. La nó mẹ để giờ áo không yên. Dạ. Giờ mà cái biết nữa. Giờ nó bắt chân mày thành cái chỗ để chê lửng đó. Hơn cây rồi đó. Ngán rồi, không chưa ăn rồi kìa. Ngán rồi. Thảo Nguyên thì nó cũng học xong 12 rồi cả nhà. Thì dự định thì chắc cháu nó không có học tiếp. Thì ở nhà phụ mình đi quay thì cháu nó ở nhà để phụ giúp việc nhà cửa với em út ở nhà. Thì thỉnh thoảng thì Thảo Nguyên cũng sẽ tham gia với nhóm. Rồi từ đây trở về sau rồi cũng tham gia với nhóm cho vui. Thật ra thì năm thấy ở quê á, cô chú chị không phải không cho em nó học nữa mà do là bây giờ học cái không có công việc làm. Ở quê Nam á, học đại học về nhóc chứ, về nhà xong cũng làm vườn, không có
ai mà học ra có công việc ấy. Không phải là nói là gom chung, mà những người mà người ta, thứ nhất là nhà người ta có điều kiện, rồi nhà người ta có cơ sở sẵn, người ta học xong người ta có cái đường người ta lo cho người ta. Còn ví dụ như gia đình nam là xuất thân, như họ nam xuất thân từ nông trần đất nông dân, có học đến bao nhiêu nữa thì cũng về làm gì. Nếu như có thể thì ở quê mà gái gì á, học xong 12 thì có thể tiếp tục đại học, thì mình có thể chọn thầy nail hoặc là thầy tóc gì đó tùy theo cái sở thích. Mấy cái mình phải yêu nghề mình mới học được mấy cái nghề đó. Đi cả nguyên này đã nguyên không thích nghề tóc thôi, đó là không theo mẹ. Mẹ vui. Nói nha, nhớ lại mới nói là lúc mà bé trẻ con tươi tèo à, hồi đó hồi xưa bé vừa rồi nó bỏ chiếc đạp của nó mà nhỏ xíu à, nó đẩy cái hỏi đó chuyện con học con làm gì nam, chuyện con học con làm bác sĩ chơi, còn bác sĩ con làm gì, con làm bác sĩ chèo dừa. Nó nhỏ xíu à mà nghe mà nó khôn nha, không ăn luôn, để bán kiếm tiền mua gạo ăn. Hảo con học thì nó làm bác sĩ làm gì cha, con làm bác sĩ chèo dừa. Ông nội nó bẻ dừa với cha nó bẻ dừa nè, mấy cái quầy nhỏ nhỏ cỡ 5-6 trái rồi nó bỏ trên chiếc xe đạp, nó có chiếc xe đạp hồi đó ba mua cho nó. Rồi nó đạp á, nó chở lần lần vô đó, rồi cái mắc cười ông nội bà nội nó để chặt cho con uống trái nha, không để bán mua gạo mà biết cái tánh nó vậy đó, cho nên là tối ngày cứ chọc nó bẻ dừa cho thằng Nam uống là bắt đầu dãy ra, nó chịu không để bán mua gạo. Cười đó, bác sĩ mà chèo dừa. Đây nè bác sĩ xịt xài nè. con nhớ là con nói là con làm công an. Bốn mươi năm nữa nó làm bác sĩ. Cái ngày đông quá, cái ngành cho con cái mà nó ăn học tới nó lấy chứng mình nó cũng không học. Bây giờ mà ở quê mà có ở nếu mà lúa, nếu mà tên lúa, nếu như mà có 70-80 công lúa làm mới lo đủ cho con cái. Thế bây giờ lúa làm không có lời gì. Cũng như cái câu người ta nói thì sao, con vua thì phải được làm vua, con phải ở chùa thì phải quét lá đa, nói chung ba mẹ nông dân thì con thì cũng chỉ. Nói chung nó thấy cuộc sống ai cũng muốn cho con cái mình nó đầy đủ, nó có công việc ổn định hết, nhưng mà nhiều khi mình nó ngoài sức những cái hình ảnh trước mắt đó, thấy thì mình cũng hoảng. Ở đây nè cũng nhiều anh chị, cũng nhiều em út đi học ra đại học 4 năm, học ra đại học ra xong rồi cũng không có việc làm, nếu mà có thì cái việc làm đó nó cũng không tới cái sức. Lương có 5 triệu một tháng, mà 5 triệu thì ở thành thị sao sống nổi. Tiền ăn, tiền xăng, tiền cọ đi đứng, ăn ở. Cũng có nhiều em học xong rồi vô làm tới điều dưỡng, nó nhận ra tiền lĩ tá, y sĩ. Rồi bỏ nghề, rồi về gạch gia đình, sinh con đẻ cái. Tại vì cái ngành bây giờ là nó dư dân số, dư, cho nên là làm nghề nó chọn mình chứ mình không có chọn nghề, mình chọn không được. Phải có duyên đó là mình mới được vô cái nghề đó thôi. Chứ tổng thanh cố gắng con của Úc Bình học. Cũng học giỏi, học là từ nhỏ tới lớn là học sinh giỏi không đó, giấy khen thôi nó dán đầy nhà. Cũng học ra trường đại học này kia xong xuôi giờ cũng về đi chọn nghề đi. Chọn Nguyên cũng học cũng giỏi vậy, 12 năm liền học sinh giỏi không? Nhưng mà cho là thấy trước mắt thấy không được, có chút nghe học rồi nói chung là đủ thứ hết. Nói chung là bây giờ nói tóm lại là Thảo Nguyên sẽ ở nhà phụ giúp cha mẹ, chứ nếu mà có thời gian nữa thì sẽ đi quay clip cho cả nhà mình xem. Thì mong rằng cả nhà mình sẽ thương mến và đón nhận Thảo Nguyên nha, giống như là đã được thương mến mấy anh em của mình rồi. Đánh đắng đi. Chính chết nhà. Bỏ nhà đi.